Vâng, chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Chúc toàn thể quý vị và các bạn có một buổi chiều tràn ngập niềm vui. Hôm nay Thông này quay trở lại với tổ ong mật. Đây. Đây là tổ ong mật lần trước nhé. Lần trước thì Thông đã khai thác nhưng mà thấy nó mới về làm tổ cho nên là mật còn ít, cho nên là Thông nuôi lại đây. Thì bây giờ quay lại xem thử có mật chưa nha các bạn. Miệng đầu tiên thì vẫn chưa thấy có mật nhé, nhưng mà những miệng nằm phía trong đấy cũng như thế nào. Bây giờ Thông sẽ chọt ra. Mình sẽ lấy thử một miệng, Thông sẽ lấy thử một miệng, nếu mà chưa có mật thì Thông lấy cũng sẽ nuôi lại tiếp nhé. Bây giờ Thông sẽ đi lấy cái dao. Chưa có các bạn ạ. À, những miệng phía trong thì có đó nhá, nhưng mà còn ít. Sẽ lại thêm một miệng này nha các bạn. Còn cái bánh tô mình để đó, tí nữa mình ghép lại cũng được. Mình cứ bỏ vào cho nó là nó làm đấy. Mất đang ít. Tổ này ông tớ, con chủ đề rất là đẹp. Điểm nắng của mà tên mình để riêng ra đây. Lát nữa mình ghép lại.
Cái trong đi đặt lại một cái bầu mật nhé. Thông là đe phải ống cho nên nuôi chị các bạn ạ. Đây, bên này có mật nhé. Con miệng trong kia mật còn ít. Đẩy ra luôn. Được có hai miệng thôi. Cái này được chụt. Lặn thông gọt mật trong kia. Thông này sắp cái bánh tổ vào đó và nuôi lại nha các bạn. À, mình cũng đã lấy được hai miệng các bạn ạ. Mật cũng ít. Thế còn mấy cái không có mật thì vì mình lại mật trong thì mình bỏ lại đây. Và để còn một miệng ở trong này nhé. Thì mình hôm nay chủ đề hôm nay thì mình cũng chia sẻ với các bạn là mình để bảo tồn cái tổ ong và lấy mật lần hai để cho nó đạt kết quả cao. Thì mình sẽ cắt mấy cái que nhá. Mình cắm vào đây mình ghép bánh tổ vào thì ong nó vẫn ở bình thường nhá, đạt tỷ lệ cao nhá. Lần sau vừa cho đồng quân này vừa lấy cho mật nhiều nha các bạn. Thì ở đây bụi miệng kia, nếu mà miệng nó dài thì mình làm hai que. Hai que hai đường. Mục đích bỏ cái que này là để khỏi nó ngả, vậy là cái điểm hở của nó. Cái điểm hở của nó để quán ông thờ nó đi lại nó làm việc nhá. Vậy nó dài thì mình ghép hai que, ngắn thì mình ghép một que nhá. Mình sập vào thôi, sập vào thì từ ống nó sẽ làm việc nhá, và nó sẽ ít ngay nữa thì nó sẽ kéo sạp lên nhá. Nếu mà mình sợ nó chạm nhau thì mình bỏ hai que hai bên nha các bạn. Điện nó dài thì mình bỏ hai que. Là cách nuôi ong để lấy mật lần hai để con mật nhá. Đạt hiệu quả cao nhất các bạn. Không bao giờ đi nhá, ở lại 100% nhá. Bỏ hai que hai bên để mình ghép lại vậy. Thì mình làm vậy thì có cơ hội thì mình sẽ lấy lại lần hai, còn không thì người khác lấy cũng được nhé, chứ mình đừng có phá tổ của nó nhé. Cái bí mật này thì mình cũng đã chia sẻ một lần rồi. Mình ghép cho hết vào. Sau này thì ông nó dọn dẹp nó làm việc. Ở 100% nha các bạn. Đây là cách nuôi lại để lấy mật lần hai là cách tốt nhất nhá và hiệu quả nhất nhá. Hầu như là ở lại 100% luôn đấy. Còn nhiều khi mình trừ 1-2 miệng thì nó không ăn thua. À, ngoài cái lô tổ này thì mình đập đặt lại cho nó hoặc là mình lấy viên đá mình dàn lại. Vậy là được nhá. Mình sẽ đập đặt hết cái phần này trừ một lô tổ nhỏ thôi.
lúc đầu. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, tất cả bạn bè đã quan tâm và theo dõi kênh của mình nhé. Vào xem video cho thông tin một like, đăng ký và đừng quên nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Bây giờ mặt trời cũng đã sắp xuống núi đây. Video này thông cũng xin được kết thúc ở đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.